Tác động của dịch bệnh COVID-19 đã đẩy nhiều người vào thế khó trước các khoản vay mua bất động sản và họ đang cần sự hỗ trợ từ phía các ngân hàng. Tờ Diễn đàn Doanh nghiệp có bài phân tích về chủ đề này. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước thì dư nợ tín dụng bất động sản chung đạt hơn 1,85 triệu tỷ đồng khi bước sang năm 2021. Trong đó chủ yếu vẫn nằm ở tiêu dùng bất động sản như là nhà cho người thu nhập thấp hay là phân khúc thị trường nhà giá rẻ. Dư nợ vay cá nhân đang chiếm tỷ trọng lớn trong tín dụng bất động sản. Và thực tế là Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần kiến nghị các ngân hàng cần hạ lãi suất cho vay bất động sản, trong đó thì có người vay mua nhà ở. Tuy nhiên thì một chuyên gia khác lại cho rằng đã vay mua bất động sản thì có bản chất là đầu tư, khi mà bất động sản tăng thì người mua cũng sẽ được hưởng, trừ các nhóm vay mua nhà ở chính sách hay là nhà ở xã hội. Vì vậy thì ngân hàng có thể cân nhắc nên giãn trả nợ vay cho khách hàng vay mua bất động sản trong khoảng 3 tháng chứ không nên giảm lãi vay. Bảo Trung Bất Động Sản, nơi gửi chọn niềm tin.